Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em ở dưới tiêu đề nha. 0334 là 830 843. Rồi. Hôm nay em có mấy cái máy về được hai cái máy. Đây là hai cái máy này là điện 220V ha. Máy này điện zin 220. Như thằng này là của đây của Michelin nè. Made in Michelin luôn. Châu Âu nha mọi người. Đây nó xài điện 220V zin luôn. Con này công suất là 650W nè. Máy rất là cứng, cầm rất là nặng tay luôn nha mọi người. Đúng là hàng chuẩn, nó có chất lượng nó khác ha. Rồi hôm nay là cái video 82 ha. Em giới thiệu mấy cái món. Rồi đây là cái món số 1 ha. Ở đây là cây quạt. Số 1 là cây quạt. Quạt này thì hàng điện 110. Đây. Bỏ nó bằng sắt mọi người. Con sắt cầm rất là nặng. Đây có công tắc. Đây điều chỉnh tốc độ. Đây. Đây quạt này là nó 14W điện 110. 14W. Đây em cắm điện thử điện nha. Rồi đợi em tí em lấy cái ổ điện nha mọi người. Rồi. Đây quạt nó sẽ chạy như vậy nha, rất là im. Đó. Thì mình tăng lên thì nó mạnh được một tí. Đây kích thước của cây quạt này nè mọi người. Nó là 15 ha nhân 20 nhân 8. Rồi. Cây quạt này có mã là 8201 nha, giá 450.000. Rồi tiếp theo là em về một cái đây là cái hùng đồ nghề của KTC. Đây hùng đồ nghề của KTC mọi người.
về về bên trong nó nè. Nó có hai ngăn kéo nữa nha. Đặc biệt cái hùng này là KTC, nó sản xuất tại Mỹ nha mọi người. Đây mắc in giữa tay. Đây nó đóng mắc in giữa tay ở đây nè. Đây. Đây đóng mắc in giữa đây sản xuất nè. KTC Mỹ sản xuất nha. Đây nó có được hai ngăn. Đây kích thước của nó là kích thước là 52 mọi người. 52 nhân cho 22, 52 nhân 22 nhân cho 25 mọi người. 52, 22, 25. Rất là dày, thép này rất là dày. Dày lắm rồi. Đứng là người làm sao cũng rất là dày. Đây là mặt đáy của nó nè. Đó. Nó nguyên nhiên chỉ như vậy nha mà chưa có sơn lại hay gì hết. Đó. Đây. Chỗ này nó cắn tí xíu nè. Nó rách. Nhưng vẫn không là ảnh hưởng gì ha. Cái trọng lượng của cái thùng này nó là 7 kg. Cái thùng bộ nghề này cái trọng lượng là 7 kg. Rồi cái thùng này có mã là 8002 nha. Giá bán là 1.700.000 nha mọi người. Thùng KTC. Rồi tiếp theo là cái máy khò của thằng Mỹ nha mọi người. Đây thương hiệu nữa nè. Cái này xài điện 120V. Đây. Nó khò được cái nhiệt độ là 399 trên 538 độ C. Đến 538 độ C. 14.5A. Đây. Ở đây điều chỉnh được cái lượng gió vô nè. Dây điện rất là to. Cộng dây điện nó làm rất là to luôn nè. Dây điện chống cháy. Vỏ dày to. Đây. Đây là chỉnh lượng gió vô mọi người. Đây hai tốc độ nè. 1 và 2. À độ nóng mọi người. Độ nóng nó 1 cấp 1 cấp 2 nè. Rồi cái này là chỉnh gió vô. Chỉnh cho nó gió vô ít hay nhiều. Nó hút gió ở đây nè. Cái motor này motor kiểu quạt con sò rất là bền. Nó chạy than luôn nè, than học than nè. Rất là nóng luôn. Rồi cái máy khò này có mã là 8203 nha.
giá 700.000. Cái đế này là để cho nó đứng lên nè mọi người, có thể điều chỉnh hướng luôn, nó đứng như vậy nè, hoặc là chỉnh lại cho nó đứng dày cũng được đó, mình tiện mình sử dụng mình làm việc cũng được luôn. Để cố định cái máy đây rồi, em tiếp theo cái món này là cái máy chà nhám mọi người, máy chà nhám của Black & Decker. Cái hàng này của Enlan của Pháp mọi người, Pháp sản xuất nè. Đây của xin lỗi của Anh sản xuất. Ở đây của Anh nè. Anh sản xuất ha. Nó 22.000 vòng một phút. 135W điện 220 nha. Đây cắm thẳng điện 22 xài ha mọi người. Rất là tiện. Đây chui điện zin của nó nè. Máy nó rung rất là mạnh, chà nhám rung. Máy chạy rất là mạnh nhưng mà 135W thôi nhưng mà rất là mạnh. Đây là cái đế mài, ô cái đế chà nhám của nó là 18 ha, 18.5 nhân cho 9cm. Mình gài cái lá nhám vô ha, đây. Gài vô. Không cần phải dán gì hết. Đó gài vô. Cắt ra vừa để lên gài vô. Hai bên. Kẹp lại nè. Là sử dụng được. Rồi cái máy chà nhám này có mã là 8204 nha, giá 950.000. Rồi cuối cùng là cái máy cắt cưa lọng. Máy cưa lọng của đây. Woodsilon nè. Máy in Woodsilon luôn, Woodsilon sản xuất nha. Điện 220 zin luôn. Nguyên con zin luôn mọi người. Đây nó điều chỉnh được độ nghiêng của cái mặt cắt luôn nè. Đó 45 độ, 15 độ luôn, 30 độ. Lưỡi nè. Máy còn rất là cứng. Cái này điều chỉnh được cái đá lưỡi. 1, 2, 3, 4 cấp đá lưỡi mọi người. Cái này điều chỉnh cái họng hút gió nè, gió thổi vô đây. Thổi cái bụi mọt, cái mặt cưa mình cưa ra nó sẽ thổi ra hướng này. Cho mình thấy đường mình cưa. Mình bật này nè, nó thổi. Đặc biệt cái này là nó có 6 cái cấp độ tăng tốc luôn nè. 6 số nha. Rồi đem thử cho mọi người nha. Đây dây điện zin luôn 220. Cái này đá lưỡi nè. Đá lưỡi là cái lưỡi nó sẽ nhúc nhích gì nè. Cái phần này nó sẽ cho cái phần này nó lỏng, nó nhúc nhích được gì nè. Lưỡi nó không có chặt. Con này góp là nó chặt lại nè. Đó. Điều tốc luôn mọi người. Điều tốc trên cò luôn và điều tốc bằng số này. Tăng tốc. Rất là mạnh, rất là im. Nghe tiếng rít của lưỡi thôi. Điều tốc trên cò cũng rất là ok luôn nè. Nhuyễn luôn. Rồi ok, cái máy cưa lọng này có mã 8205 nha. Giá 1.500.000 nè. Chưa bao phí ship nha mọi người. Rồi mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em có trên cái tiêu đề của video.
là 0334 830 843 nè. Rồi, em chào mọi người nha. Kết thúc cái video ở đây nha.